Nhưng mà cái này 10 phút thì nó hơi bị lâu quá nha. Hello bà con, bắp mấy nhà luộc ngon không? Đó, rồi hôm nay mình sẽ làm cái thử cái gì, cái mì omachi lẩu tự sôi trong vòng 10 phút. Đó, cái này là sản phẩm là cái tên omachi nhưng mà không biết cái sản phẩm này là toàn tiếng Việt ở trong đây không thôi. Đó, rồi không biết là nó tự sôi sao, nhưng mà nghe nói là đổ nước vô là nó sẽ tự sôi trong vòng 10 phút. Nếu tính ra mà mì này mà đi trong rừng á thì nó cũng tiện, nhưng mà cũng bất lợi cái chạy giặt mà chờ 10 phút rồi cái ăn chắc khó à nha. Đó, bây giờ mình sẽ khui thử cái hộp này. Mà có gói mì chút xíu à, xíu à. Rồi xong. Cái này riêu cua nè. Riêu cua là mình tự xé bỏ vô luôn nha. Đó, mấy cái này nè, đó, mấy cái này nè. Không được đem qua Mỹ nha. Đó, cái này là người ta cho nè. Đó. Bỏ vô đây. Rồi bột nêm. Bột nêm mình bỏ vô luôn. Này không biết sao mà cứ bỏ vô đi. Đó, toàn là nước không à nè. Thôi bỏ một gái. Rồi, cái này topping này cứng. Rồi, thấp rau rác rồi nè. Ở có nguyên cục bột nem luôn, mấy cục bột nem luôn à, này giống tù hủ hơn là bột nem á. Rồi xong rồi có cái này nữa, này bột gia vị lẩu, này nó cũng là nước luôn nè. Rồi xong xé bao ni lông gói tự sôi, không xé bao bì bên trong của gói tự sôi, đặt gói tự sôi còn nguyên vẹn nằm phẳng trên đáy của khai đen. Rồi, cái gói này nằm trên cái đáy của khai đen. Rồi, có cần lắc không ta? Không thấy rồi. Bỏ vô lại, đọc lại. Khai đen, khai lớn, cho nước ở nhiệt độ thường vào đến vạch đánh dấu. Vạch đánh dấu là của cái nào đó? Của cái tô này. Cho vào đến vạch đánh dấu của khai đen, khai lớn hoặc đổ nước ngập gói tự sôi. Nhanh chóng cho khai trắng vào trong khai đen lớn rồi đậy kín nắp lại. Rồi ok, bỏ vô đây. Rồi đổ nước vô, nước đây. Lắp cái này. Rồi. Anh tắm để cái này vô. Rồi lắp lại. Để đổ nước rồi vô đây nữa chứ. Đúng đó. Rồi. Rồi nó tự sôi thôi. Wow, nó sôi đi. Rồi em nước rồi. Thêm tí nữa. Rõ thêm nước này vô đây ha. Được. Rồi nhanh chóng phải đắp lại.
Lát nó tự sôi. Bây giờ là nó đang nghe tiếng sôi. Nó sôi ụt ụt ở trong luôn á. Nè, đút cái đầu vô. Nè, nó bốc khói lên nè, khói lên đây nè, đó. Rồi nó vô nước rồi. Cái đó giống như là than đá hay sao á, sôi. Nhưng mà cái đó nó nè, nó làm nóng à. Giống như nước sôi vậy. Đó, đó cái hơi khói nó lên nè. Nóng quá trời nóng luôn. Nóng rồi, để tay vô thấy nóng nè. Đấy, để lạnh ngắt rồi nè. Để mạnh vô. Đó. Đó, cái này nó sôi giống như mình nấu trên bếp luôn á. Nó nóng lắm. Đó, nóng phỏng tay luôn á. Rồi cái khói bốc lên nè. Cái này mình nghĩ không tới 10 phút đâu. 10 phút nó hơi bị lâu. Tây, lạnh ngắt rồi nè. Mày thẻ thử ơi. Mày la nóng gì? Để tay dưới đây nè. Đó. Ừ, nóng hổi luôn á, nóng quá. Đâu anh mở thử ra. Nếu không muốn mì mềm em nghĩ không tới 10 phút đâu. Chưa, ở trên nó chưa sôi. Nó trên nó chưa sôi. Chỉ đổ ngập cái gói thôi mà, người ta nói đổ ngập cái gói. Đó, bây giờ mình mở ra mình thử mình trộn rồi. Ờ, chưa chín. Chưa chín. Nó đang sôi hồi mục luôn á. Nhưng mà cái nhựa này nó chịu được hay thì hết đi. Cái đó giống như là cái than đá hay sao á. Nó có nước vô nó giống như là có trong khi chờ đợi cái lẩu mì này. Nó gì nữa. Chưa chín ở trên. Đẩy xuống. Rồi. Trời mì. Nó có cái gì vậy? Ủa, chưa chín ở trên. Có chút xíu mì à. Cà chua rồi gì. Đẩy lại. Mới 5 phút rồi. Bỏ thêm mì mình vô. Nổ. Để thử mà. Đó. Trong khi chờ đợi cái lẩu mì tự sôi này thì Thánh ăn mì xào trước. À. Tây thử ơi, bây giờ nó quay lên lắm. Đó. Chín rồi. À, chín rồi đó. Giống như mì bình thường thôi. Đâu thịt gì đâu. Đó, thịt đó. Này là nấm. Nấm rồi thịt nữa. Đúng đó, rồi. Đó, thịt bò đó. Đó này là cái gì á? Gừng. Thịt bò. Thịt bò. Đó. Trộn đều không chú? Rồi. Chủ yếu bớt cái nước á. Đó. Nè, có cái muỗng nè. Sao? Được không? Nóng. Ai biết nóng? Được, có cái vị đó, mày hấp thử cái nước sốt. Ngon hả? Có bắp nữa. Tàu hủ hay là bắp? Bắp nè. Tàu hủ nè. Ngọt ngọt, nấm. Vậy là hạp với mày á, ngọt ngọt hạp với mày á. Đúng rồi. Đúng. Mọi người thử một chút đi. Được. Giống như là mì vậy thôi. Giống như mì gói nội đâu khác. Thì mì gói. Rồi nhưng mà muốn thử coi cái này nó có thịt bò nè, đó. Nấm nè, nấm rơm thôi. Nấm rơm. Em nói là mì đã nấu xong. Mì xong rồi nè. Đó, bây giờ mình ăn thử miếng sốt. Sau 10 phút chờ đợi. Đó. Mà cái gói mì này quá ít. Gói mì này nhỏ xíu như là gói mì Mama Chuka vậy thôi. Nhỏ không? Mà nếu ở Việt Nam 100 ngàn, ở Mỹ này là người ta bán 25 đô. Nhưng mà cái vấn đề đem qua rất là khó khăn nha. Tại vì cái này có thịt bò ở trong.
rất là nóng, chua chua ngọt ngọt. Cái vị nó cũng ok nhưng mà nó hơi ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Nó ăn được không? Nếu 24 đồng thì ăn thì mua. Được, nhưng mà nếu mà ở Mỹ này cái giá 24 đô một cái này thì không nên mua, uổng tiền. Còn bên Việt Nam là bao nhiêu? 5 đồng. Rồi ăn trải nghiệm một lần cho bên biết. Bên Việt Nam 100 ngàn thì ok, cộng mì này nó cũng hơi bị mềm. Nếu mà nấu ra 10 phút thì nó sẽ giống như mì quá mềm. Mì thường thôi. Sau 10 phút chờ đợi đã có một tô mì. Đó, cái này là nó chua 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 ngọt ngọt. Đó thử đi. Nấu chua rồi đâu em nấu đi chua. No, cái nước nó hơi chua chua. Đó là bún riêu mà. Mọi người thử một chút xíu cho biết cái mì tự sôi. No. Ăn được thôi nhưng mà nó hơi bị ngọt. No ngon là sao là không ngon hả? Ngon sao là no ngon? Ý anh hai anh nói cái mì nó hơi ngọt chút xíu. No. Nhưng mà rất là ngon, không mì ngon mà. Mì thì nó cộng mì nó nếu mà nấu dài. Đúng 10 phút nó hơi mềm mới dai gì. Cái dạng này nó phải dai, nếu dài. Mà hai nấu chưa chín nó sẽ cứng. Không cứng. Không mì ngon mà hai hả? Ăn được thôi. Không. Ngon chứ không phải được. Má đâu? Má ba đúng không? Nhưng mà cái vấn đề nó hay cái là chế nước lạnh vô. Có đồ hũ. Có nấm rơm, có nó bắp nè. Cà chua. Thịt bò. Không được. Với các là cái rau này nọ. Nóng lâu rồi nha. Không, cái sốt ngon. Nó giữ nóng rồi. Cái sốt ngon. Cái gói nó dở lên thử coi, cái gói nó nguội rồi, nó dở lên thử coi cái gói nó sao. Ồ, nó nổ đầy, nó nổ. Nó hút hết nó hút cái nước để nó giữ nóng. Phan dở lên coi coi. Mà ngoài ngon ngoài. Cái gói nó nóng nè. Ừ, giống cái Phan để đổ. Phan đã để ăn xong để đổ tiếp ta. Ngoài vô ngồi ăn đi. No má phải no nước. Thử một đũa cho biết. Không. Còn thấy ngon. Thôi đừng thử, mai mốt để khui hộp khác rồi thử. Còn cọp. Còn dưới gái thôi. Rồi cuối cùng là cái mì này ăn ok, tự sôi tự nấu, tiện cho đi camping đó, tiện cho đi camping đi đó, tiện cho đi camping. Nhưng mà đem vô Mỹ thì hãy bảo trọng đó. Nhưng mà em nghĩ nó đọc không được, tự nó đâu có nói cái gì có biết với trọng đâu. Rồi bye bye bà con.